Thưa quý vị, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân và càng ngày đi vào cuộc sống. Tại Tây Ninh, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai sâu rộng đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 4.180 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 294.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà ở, đảm bảo an cư lạc nghiệp, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã xây dựng mạng lưới hoạt động trên rộng khắp toàn quốc, triển khai kịp thời trên diện rộng chính sách tín dụng chính sách của chính phủ. Nơi nào có người nghèo và đối tượng chính sách, nơi đó có Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh vừa được tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đã có những chỉ đạo để tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị trong thời gian tới. Các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò vị trí ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về tín dụng chính sách xã hội, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín dụng chính sách xã hội, đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh cần huy động mọi nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác nguồn vốn cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và chính quyền địa phương, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn đúng quy định. Đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, cần tiếp tục quan tâm bố trí vốn của Trung ương theo kế hoạch của tỉnh xây dựng hàng năm, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.